cái viêm da cơ địa là một cái tổ hợp của rất nhiều bệnh, tức là một cái gốc mà trong đó mọc ra rất nhiều mầm. Do đó khi mà mọc ra cái mụn nước ở lòng bàn chân bàn tay thì người ta gọi là tổ đỉa, hoặc là mọc ra những cái mụn nước ở trên bất cứ vùng ngoài da nào có tính chất gì mãn tính, chảy nước, ngứa, dai dẳng và hay tái phát, đấy thì gọi là eczema. Còn cái viêm da cơ địa là cái gốc, và chúng tôi thường nói cái gốc chung cho tất cả các bệnh cơ địa dị ứng, mà trong đó thì eczema cũng là bệnh cơ địa dị ứng, tổ đỉa cũng bệnh cơ địa dị ứng, do đó nó nằm chung trong cả cái gốc của cái eczema đó, của viêm da cơ địa đó thôi. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.